sửa lời trời cởi ra cho, bốn tuổi thiện lương hưởng lộc, dung đùi tiền về đầy túi tuổi mão trời phú cho người tuổi mão sự lanh lợi, sáng suốt và may mắn. Con giáp này dám nghĩ dám làm, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn. Cũng chính nhờ tham vọng này, tuổi mão có thể tìm được nhiều cơ hội phát triển. Tử Vi dự báo rằng trong 2 năm, tài lộc của con giáp này được thần tài phù trợ nên phất lên như diều gặp gió. Bản mệnh có thể không ngờ được mình có thể nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền như vậy thời vận đến, con đường tài lộc của tuổi mão sẽ tăng tiến nhanh chóng. Bản mệnh dù bỏ những khó khăn, áp lực cũng như tiểu nhân quấy phá trong thời gian trước đó để đón con đường tài lộc suôn sẻ. Người làm ăn kinh doanh sẽ có cơ hội tìm được hướng đi mới. Người làm công ăn lương có thể nhận những khoản thưởng lớn, tiền lương tăng lên như mong đợi. Tuổi ngọ trời sinh những người tuổi ngựa đã thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng rẻ. Tuổi ngọ cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân. Khát vọng đổi đời của ngọ sẽ đến từ 2023, bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của ngọ cũng được nâng cao. Người tuổi ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể. Tuổi mùi vốn dĩ mùi luôn được đánh giá là con giáp thông minh có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi đạt được vị trí nhất định tuy nhiên người tính không bằng trời tính vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn xem tử vi 2 năm tới thoát khỏi hạn năm cũ giúp người tuổi mùi có thể đón những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan trong năm quý mão 2023. Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Trong hai năm này, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư. Tuổi Tuất, tử vi dự báo rằng trong hai năm tới, tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều điều may mắn, tốt lành. Con giáp này được cục diện tam hợp nâng đỡ nên cả công việc lẫn tài chính đều suôn sẻ. Đây chính là cơ hội để bản mệnh gỡ gạc những khoản tổn thất trước đây. Trong thời gian này, khi may mắn ập đến, tốc độ kiếm tiền của người tuổi Tuất ngày một nhanh chóng, thu nhập tăng gấp đôi gấp ba. Bản mệnh cũng có thể để ra một khoản kha khá, tích lũy cho tương lai. Cuộc sống của tuổi Tuất sẽ bước sang trang mới rực rỡ hơn. Những công sức mà bản mệnh đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng dù làm gì, tuổi Tuất vẫn phải đề phòng kẻ tiểu nhân bên cạnh rình rập lợi dụng. Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.